Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đồng thị châm cứu những năm gần đây được nhiều bác sĩ y học cổ truyền thừa nhận về hiệu quả điều trị mà nó mang lại. Hôm nay, Tinh Hoa Xanh xin giới thiệu tới quý vị cuốn sách Châm cứu đồng thị, những bài giảng tâm đắc lâm sàng trị liệu của giáo sư Dương Duy Kiệt. Danh y Dương Duy Kiệt sinh ra ở Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông và lớn lên ở Đài Loan. Hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Ông từng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh, Đại học Trung Tây Y và là học giả Đại học Trung Sơn. Ông đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về văn học, lịch sử và triết học, đã đạt được những thành tựu đặc biệt trong y học và nghiên cứu kinh dịch. Ông là đệ tử thân cận của huyền thoại châm cứu Đồng Cảnh Xương, là nghiên cứu sinh tiến sĩ với sự hướng dẫn của giáo sư Liêu Đỗ Châu và học giả nổi tiếng về kinh dịch là giáo sư Chu Bá Ôn. Ông là thầy thuốc hàng đầu của Đài Loan, thường được mời giảng dạy ở Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Singapore và Hoa Kỳ. Ông là tác giả chính cho 3 tạp chí nổi tiếng của Đài Loan, có hơn 35 năm thực hành lâm sàng khám chữa bệnh bằng Trung Y, đã nhận được giải thưởng Hoa Đà dành cho những thầy thuốc Trung Y và thầy thuốc châm cứu xuất sắc ở Đài Loan năm 1990, được tôn vinh là thầy thuốc xuất sắc nhất trong hội thảo về Trung Y học quốc tế năm 2000. Ông đã biên soạn hơn 35 cuốn sách bao gồm Trung y học khái luận, châm cứu kinh vĩ, châm cứu kinh huyệt học, đồng thị kỳ huyệt châm cứu học, vân vân. Hầu hết những cuốn sách này đều đã được biên dịch ra tiếng Anh, Hàn. Cuốn sách châm cứu đồng thị, những bài giảng tâm đắc lâm sàng trị liệu chia làm 8 chương. 4 chương đầu nêu ra kinh nghiệm lâm sàng điều trị các bệnh phân theo bộ phận, tạng phủ của cơ thể. Chương 5 nói về ứng dụng liệu pháp chích lệ của đồng thị. Chương 6 nêu một số chuyên đề lý thuyết chuyên sâu về đồng thị, châm cứu của giáo sư Dương Duy Kiệt như nguyên lý khai hạp khu và tạng phủ biệt thông, về nguyên lý khai hạp khu và quan hệ giữa các đường kinh thủ túc cùng tên, phương pháp chọn ngũ du huyệt có cùng bản chất về ngũ hành, vân vân. Chương 7 nêu lên một số chuyên đề lâm sàng tâm đắc ứng dụng của đồng thị kỳ huyệt. Chương cuối cùng trình bày chi tiết phần vấn đáp gồm những thảo luận về học thuật và về lâm sàng trị liệu bằng đồng thị kỳ huyệt. Những vấn đề này đều đã được giáo sư Dương Duy Kiệt trực tiếp giải đáp cho các học viên trong các khóa đào tạo của ông trên khắp thế giới và sau đó được trình bày chi tiết trên trang web và blog chính thức của tác giả. Phần phụ lục cuối sách giúp người đọc tra cứu vị trí các kỳ huyệt đồng thị. Cuốn sách không chỉ đưa ra công thức huyệt mà còn giải thích lý luận đi kèm cũng như nêu ra rất nhiều nghiệm án để bạn đọc có thể tham khảo. Những nguyên lý cơ bản của đồng thị sẽ được xen kẽ trong những đoạn phân tích ca lâm sàng và nói rõ hơn trong những chuyên đề lý thuyết chuyên sâu trong cuốn sách. Tin rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về châm cứu đồng thị. Sau đây, xin được trích đọc một đoạn vấn đáp trong cuốn sách. Các huyệt ở đường kinh phế có thể giúp chữa các bệnh ở phế, nhưng cũng thường được dùng để chữa các bệnh ở tâm. Vậy lý do là vì sao? Thủ pháp châm thích các huyệt ở đường kinh phế có đặc điểm gì? Trả lời, phế triều bích mạch, mạch và tâm tương ứng với nhau, mạch phục bất xuất thì nên trị ở phế, chẳng hạn dùng huyệt thái uyên. Các huyệt vị ở đường kinh phế chủ yếu dùng trong các chứng bệnh thuộc hệ hô hấp, kế đến là dùng trong các bệnh thuộc thẳng tâm. Đây là một đặc điểm đặc trưng của đồng thị kỳ huyệt, có rất nhiều huyệt vừa chữa các bệnh ở hệ hô hấp lại có thể chữa các bệnh có nguyên nhân từ thẳng tâm, chẳng hạn như huyệt nhân sĩ, địa sĩ, thiên sĩ, khúc lăng. Đều chữa các bệnh ở phế, đồng thời cũng chữa các bệnh ở tạng tâm. Kinh này cũng có quan hệ với các bệnh thuộc tỳ vị, hệ tiêu hóa. Điểm đặc trưng của đường kinh phế, bất luận là đối với các bệnh thuộc hệ hô hấp, bệnh ở tạng tâm hoặc bệnh ở phế kinh, đều cần phải châm nông mới đạt hiệu quả, không nên châm quá sâu. Đó tức là theo lý tác động vào da để chữa bệnh ở phế. Huyệt kỳ môn, kỳ chính, kỳ giác cần châm ngang ở dưới da để trị liệu chứng trĩ sang. Cửa giang môn còn gọi là phách môn, mà phế chủ về phách. Để cai thuốc lá, cần châm huyệt liệt khuyết xuyên qua huyệt dương khê theo chiều ngang ở dưới da, cũng là trị ở phế. Huyệt thủy kim, trị bệnh ở phế cũng cần châm ngang ở dưới da và châm nông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video giới thiệu sách hay khác của Tinh Hoa Xanh.